À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các em. Các em thân mến, ở buổi học ngày hôm trước, cô San đã hướng dẫn chúng ta tìm hiểu về bài đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm. Đó là bài học về phần lý thuyết. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cô đến với một bài thực hành. Đó là chúng ta sẽ đi luyện tập cách làm văn bản biểu cảm. Đó. Để tiết học luyện tập ngày hôm nay chúng ta được tiến hành thuận tiện và dễ dàng thì chúng ta sẽ cùng cô, thứ nhất là chúng ta củng cố ôn luyện lại về lý thuyết của bài ngày hôm trước, sau đó là chúng ta tiến hành thực hành với một đề văn cụ thể. Đó. Nào, chúng ta sẽ cùng cô củng cố ôn lại về mặt lý thuyết. Ngày hôm trước chúng ta học về đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm. Chúng ta thấy rằng mỗi một đề văn biểu cảm thông thường thì đều nêu ra hai yếu tố, đó là đối tượng biểu cảm và định hướng tình cảm cho bài viết. Đó. Và đứng trước một đề văn biểu cảm thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện các bước cụ thể. Đó là gì? À, các bước làm một bài văn biểu cảm cũng gồm có 4 bước, giống như 4 bước của quá trình tạo lập văn bản mà ngày hôm trước chúng ta học trong bài quá trình tạo lập văn bản. Đó là gì? À, đó là chúng ta sẽ đi tìm hiểu đề và tìm ý. Đó. Chúng ta sẽ lập dàn bài, sau đó là có dàn bài cụ thể, chúng ta sẽ viết bài. Sau khi viết bài thì các em sẽ tiến hành đọc lại và sửa chữa. Đó. Và muốn tìm ý cho bài văn biểu cảm thì các em phải hình dung được cụ thể đối tượng biểu cảm trong mọi trường hợp và cảm xúc, tình cảm của mình trong các trường hợp đó. Từ đó thì các em sẽ tìm ra được lời văn thích hợp và gợi cảm để chúng ta viết bài. Đó. Đó chính là nội dung về mặt lý thuyết. Và bây giờ thì các em sẽ cùng cô thực hành một đề văn cụ thể. Đó là một đề văn ở trong sách giáo khoa của các em. Đây, các em dở sách giáo khoa đối với bài học ngày hôm nay. Đó, trong sách giáo khoa trang 99 có một đề bài yêu cầu các em chuẩn bị ở nhà. Đó là đề loài cây em yêu. Đó, chúng ta sẽ tiến hành các bước, 4 bước cụ thể như sau. Tìm hiểu đề và tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc lại và sửa chữa. Đó, đối với đề văn loài cây em yêu này. Thế thì để mà chúng ta tiến hành thực hành được đề văn này thì các em sẽ cùng cô xác định xem là loài cây em yêu, đọc kỹ đề bài, xác định cái đối tượng biểu cảm và xác định định hướng cái tình cảm mình cần phải viết. Đó, để cho quá trình tìm hiểu đề và tìm ý nó được dễ dàng. Nào, đầu tiên là chúng ta sẽ cùng cô đến với phần 1, đó là chúng ta tìm hiểu đề và tìm ý. Bao giờ cô San cũng dặn chúng ta đó là các em phải đọc kỹ đề bài và gạch chân những từ ngữ quan trọng trong đề bài. Đối với đề văn loài cây em yêu, đây là một đề văn rất ngắn. Rất ngắn, bao gồm có đối tượng biểu cảm ở đây, đó chính là một loài cây. Và định hướng tình cảm đó là em yêu. Đó. Rồi, thế thì đối với đề bài này thì chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu về kiểu bài, đối tượng, nội dung, tình cảm cần biểu đạt và hình thức. Đó là những vấn đề trong quá trình chúng ta tìm hiểu đề. Đó. Nào, đối với phần kiểu bài thì chắc chắn đây là một đề văn mà yêu cầu chúng ta tiến hành với kiểu bài biểu cảm. Đó, kiểu bài biểu cảm. Ngày hôm trước chúng ta học đó là bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người viết đối với một đối tượng nào đó. Và cụ thể ở đây, đối tượng ở đây chúng ta xác định đó chính là một loài cây. Đó, một loài cây. Loài cây ở đây có rất nhiều loài cây và chúng ta có thể chọn ra một loài cây tiêu biểu mà chúng ta yêu thích để chúng ta viết. Đó. Nội dung đó là chúng ta sẽ bày tỏ thái độ tình cảm với một loài cây cụ thể. Đó, thái độ tình cảm với một loài cây cụ thể. Không phải là chúng ta đi miêu tả các đặc điểm của cây để cho người đọc dễ hình dung ra cái hình ảnh của cây đó, mà là chúng ta đi bày tỏ thái độ tình cảm với cái loài cây đó, một loài cây cụ thể. Đó. Rồi, tình cảm cần biểu đạt ở đây đó chính là tình cảm tích cực, yêu quý, được thể hiện ngay trong đề bài, đó chính là em yêu. Đó, em yêu. Nói lên sự gắn bó gần gũi và cần thiết của loài cây đó đối với đời sống của chủ thể, đối với đời sống của chính chúng ta. Đó. Và hình thức để chúng ta tiến hành viết bài đó chính là một bài văn, cụ thể là một bài văn. Kết hợp trong bài văn đó thì có sự kết hợp giữa các yếu tố biểu cảm với kể tả, giữa phương thức biểu cảm với các yếu tố kể tả để tạo nên cái sự lôi cuốn và dẫn. Đó. Chúng ta chú ý có yếu tố kể và tả nhưng không được lấn lướt bao trùm lên yếu tố biểu cảm, mà biểu cảm vẫn là phương thức chính.
Đó, chẳng qua kể và tả đan xen kết hợp ở trong bài văn biểu cảm để làm nổi bật cái cảm xúc, tình cảm của người viết về đối tượng cần biểu cảm mà thôi. Đó, các em nhớ như vậy. Đó, rồi, tiếp theo là các em sẽ cùng cô đi tìm ý. Nào, tìm ý. Tìm ý, chúng ta xác định xem là đối với đề văn này thì các em cần phải có những ý nào. Các ý mà chúng ta liệt kê ra có thể là chúng được sắp xếp lộn xộn. Không nhất thiết là chúng ta phải theo một cái trình tự nào, mà chúng ta cứ liệt kê ra các ý mà theo các em là có thể có cần thiết ở trong bài viết. Sau đó thì cái quá trình mà chúng ta sắp xếp các cái ý theo một trình tự hợp lý, mạch lạc, theo bố cục 3 phần thì đó lại là nhiệm vụ của bước lập dàn bài. Đó, các em chú ý như vậy. Tìm ý thì đối với đề văn này thì các em sẽ có những ý sau. Thứ nhất là chúng ta có thể giới thiệu về loài cây em yêu. Đó, giới thiệu về loài cây em yêu. Đầu tiên để mà tìm được ý thì chúng ta phải xác định ra cái đối tượng đã. Có thể là cây bàng, có thể là cây phượng, cây tre, cây sen, cây sầu riêng, vân vân, có rất nhiều. Đó, cây hoa sen, cây sầu riêng rất nhiều. Đó, giới thiệu về loài cây, sau đó thì chúng ta sẽ đi giới thiệu về loài cây mà chúng ta cần viết. À, giới thiệu ở đây là chúng ta giới thiệu những yếu tố nào, giới thiệu đó là loài cây gì, xác định xem đó là loài cây gì, loài cây đó được trồng ở đâu, đó, được trồng ở trường hay là được trồng ở nhà hay là được trồng ở làng, ở thôn, vân vân. Đó, do ai trồng, đó, cái do ai trồng này chúng ta có thể viết nếu như chúng ta biết, ví dụ như là loài cây xoài chẳng hạn, đó là loài cây do ông em trồng chẳng hạn, hoặc là bố em trồng, vân vân. Đó, nếu chúng ta biết thì chúng ta ghi, còn nếu không thì chúng ta ghi đó là gì. Không biết cây, ví dụ như không biết là cây bàng do ai trồng, chỉ biết rằng khi em đến ngôi trường này thì cây bàng đã có rồi. Đó, vân vân. Rồi, lý do yêu thích loài cây đó. Lý do yêu thích có thể là loài cây cho chúng ta rất là nhiều hoa trái, ngọt thơm. Có thể là loài cây gắn bó với tuổi thơ, loài cây gắn bó với lứa tuổi học trò, với bao kỷ niệm của tuổi học trò, vân vân. Đó, chúng ta phải trình bày ra được lý do vì sao mà chúng ta yêu thích. Đó nhá. Rồi sau khi giới thiệu về loài cây mà chúng ta yêu thích xong thì các em sẽ trình bày các đặc điểm gợi cảm của cây như là thân, lá, hoa, quả, màu sắc, vân vân. Đó, các đặc điểm của cây. Chúng ta chỉ trình bày một cách lướt qua chứ không đi sâu vào miêu tả chi tiết, bởi vì đó là nhiệm vụ của bài văn miêu tả. Các em nhớ như vậy. Rồi sau khi trình bày các đặc điểm gợi cảm của cây xong thì các em sẽ trình bày về đặc điểm của cây trong 4 mùa. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông ra sao. Mỗi mùa thì cây có những đặc điểm gì. Đó. Rồi tiếp theo đó là quan hệ của cây với các loài cây, con vật khác, chim, ong, bướm, gió, mây, vân vân. Cái yếu tố, cái ý đó là quan hệ của cây với các loài cây, con vật khác này thì các em có thể đan xen kết hợp với ý đó là đặc điểm của cây trong 4 mùa cũng được, hoặc các em có thể tách ra đều được. Cho nên chú ý như vậy. Tiếp theo là chúng ta sẽ trình bày về nói về cái cây gắn bó với con người, với bản thân em như thế nào. Đó, với kỷ niệm buồn vui gì. Đó. Và tiếp theo là chúng ta phải khẳng định được tình cảm của em với loài cây đó. Đó. Đây chính là những ý mà các em cần phải có trong bài viết biểu cảm về loài cây em yêu. Đó nhá. Rồi, đây chúng ta nhớ lại những ý này. Và sau đó thì các em sẽ cùng cô từ các ý này chúng ta sẽ triển khai thành một dàn ý cụ thể ở trong bước lập dàn bài. Đó. Chúng ta xem là đối với phần mở bài thì các em sẽ cần viết những ý nào, thân bài viết gì và cuối cùng là kết bài chúng ta viết gì. Đó. Ở phần lập dàn bài này thì cũng theo bố cục 3 phần mở bài, thân bài, kết bài. Ở phần mở bài thì các em sẽ cùng cô đi giới thiệu lại loài cây em yêu và cảm nghĩ chung của em về loài cây đó. Chúng ta phải giới thiệu được loài cây em yêu và cảm nghĩ chung về loài cây đó. Ví dụ như là chúng ta có thể chọn một cây cụ thể, đó là cây bàng. Cây bàng, chúng ta yêu cây bàng, lý do là vì loài cây đó là loài cây gắn bó với tuổi thơ của chúng ta. Đó, giới thiệu cụ thể, cảm nghĩ chung. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với phần thân bài. Ở phần thân bài này các em sẽ giới thiệu chung về loài cây mà chúng ta yêu thích. Cây được trồng ở đâu, do ai trồng, trồng từ bao giờ. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đi trình bày các đặc điểm gợi cảm của cây bàng, biểu cảm về các đặc điểm của cây bàng. Như là gì? Về hình dáng thì nhìn từ xa cây giống như một chiếc ô khổng lồ. Đây, chúng ta quan sát ở trên bức ảnh của cô ở trên bảng.
như một chiếc ô khổng lồ. Gốc tiếp theo là chúng ta nói về gốc cây. Gốc cây lớn gồm nhiều rễ dài như những con rắn quấn lấy thân cây. Thân cây thì to, nổi những u cục sần sùi, màu nâu xám, khoảng một vòng tay người ôm, có quét vôi trắng xung quanh phía dưới gốc. Cành cây chĩa ngang với số lượng nhiều, tán lá gồm nhiều tầng rất đẹp. Đó. À, chúng ta tả bao quát hình dáng gốc cây, thân cây, cành cây, rồi đến lá cây, lá cây bàng. Đây, chúng ta quan sát đây chính là hình ảnh của lá bàng. Lá bàng lớn hơn lòng bàn tay, mọc thành từng chùm, mặt trên xanh đậm, mặt dưới xanh nhạt, hiện rõ những đường gân. Rồi, hoa bàng, đây chúng ta quan sát đây chính là hình ảnh của hoa bàng. Hoa bàng hình ngôi sao nhỏ li ti, màu trắng ngà, thơm dịu. Quả bàng thì, quả bàng hay còn gọi là trái bàng, đây chúng ta quan sát. Hình thoi, màu xanh, lúc chín có màu vàng, có vị ngọt béo. Đó, rồi. Tiếp theo là chúng ta, sau khi chúng ta trình bày các đặc điểm cụ thể của cây bàng xong thì chúng ta sẽ đi biểu cảm về các đặc điểm của cây trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Đó. Bốn mùa đó thì cây bàng có những đặc điểm gì? Đó. Ví dụ như là đối với mùa xuân, đây các em quan sát hình ảnh của cây bàng vào mùa xuân. Đó, với rất nhiều những lộc non mơn mởn. Mùa xuân bàng tưng bừng nảy lộc, từ khắp các cành cây gầy guộc, lộc non đua nhau nảy ra. Hình như mùa xuân về nên niềm vui và hạnh phúc của bàng lớn lao tới mức không kìm nén được và vỡ òa trong màu xanh của lá non. Đó, đó chính là hình ảnh của cây bàng vào mùa xuân. Tiếp theo đó chính là hình ảnh cây bàng vào mùa hạ. Còn gì thú vị hơn khi được đi dưới hàng cây rợp bóng bàng, được ngắm nhìn lá bàng xanh biếc, những đốm nắng lung linh, tiếng ve trong vỏ lá. Đó. À, chúng ta biểu cảm về hình ảnh cây bàng xen lẫn với hình ảnh trong mối quan hệ với các loài cây, con vật khác. Đó, ví dụ như là với đốm nắng lung linh, với tiếng vẽ trong vỏ lá, vân vân. Rồi, tiếp theo đó là cây bàng vào mùa thu thì bàng lặng lẽ thay đổi màu áo của mình. Đây, chúng ta thấy lá bàng đã có sự đổi khác về màu sắc. Như cách mà thu sang vậy, ấn tượng sâu đậm nhất của em chính là những chùm quả bàng. Đó. Rồi tiếp theo là cây bàng vào mùa đông, lá chuyển sang màu đỏ ối. Đây chúng ta quan sát, đây chính là lá bàng. Trông thật ấm áp, lá rụng dần. Đến cuối đông, cây trơ ra những cành khẳng khiu gầy guộc. Bàng đứng lặng im dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày đông giá rét. Đôi lúc em băn khoăn tự hỏi, không biết bàng đang nghĩ gì và làm gì. Nhưng chắc chắn rằng trong tấm thân gầy guộc kia, dòng nhựa quý vẫn đang âm thầm chảy để đợi xuân về hòa chung trong không khí tưng bừng ấy. Đó, đó chính là hình ảnh cây bàng vào bốn mùa. Tiếp theo là chúng ta có thể chỉ ra mối quan hệ của cây với các loài cây con vật khác như chim, ong, bướm, gió, mây. Thì yếu tố này các em có thể trình bày đan xen với biểu cảm về hình ảnh cây bàng vào bốn mùa cũng đều được. Đó, tiếp theo là chúng ta phải nói được cây gắn bó với con người, với bản thân em như thế nào, với kỷ niệm buồn vui gì. Đó, chúng ta hồi tưởng lại những kỷ niệm gắn bó giữa con người với cây bàng. Cụ thể ví dụ như là cây bàng trong cuộc sống của con người và cây bàng trong cuộc sống của riêng em ra làm sao. Cây bàng trong cuộc sống của con người thì bàng lặng lẽ đứng bên đường. Đây chúng ta quan sát, đứng bên đường hay bến sông quê từ bao giờ đã trở thành hình ảnh quen thuộc của con người. Đó, chúng ta phải khẳng định như vậy. Bàng dâng bóng mát cho đời, làm dịu đi cái ngột ngạt ồn ào của chốn thành thị tấp nập dòng người qua lại. Đó, đó chính là cái vai trò của cây bàng, ý nghĩa của cây bàng. Bàng luôn gắn bó chia sẻ buồn vui với cuộc sống con người. Đó chính là hình ảnh của cây bàng, sự gắn bó cây bàng với cuộc sống con người. Thế còn với riêng em thì sao? Chúng ta lại viết tiếp đó là gì? À, và những giờ ra chơi. Đây chúng ta quan sát. Bạn giờ ra chơi cùng bạn bè nô đùa dưới những tán bàng rợp mát trên sân trường. Đó, chúng ta quan sát hình ảnh các bạn học sinh ngồi dưới gốc bàng, ngồi mát dưới gốc bàng trong những giờ ra chơi. Rồi, những buổi trưa hè trốn bố mẹ đi chơi khều những chùm quả bàng chín. Em đi xa ngôi trường tiểu học, mang theo nỗi nhớ thầy cô và cây bàng thân thương lưu giữ bao kỷ niệm. Đó, chúng ta có thể kể về cây bàng, biểu cảm về cây bàng trong quá khứ. Đó chính là cây bàng thời tiểu học ở mái trường tiểu học. Và nay thì chúng ta đã lên lớp 7 thì chúng ta hồi tưởng lại những kỷ niệm trong quá khứ. Đó. Rồi, tiếp theo là đến phần kết bài. Phần cuối kết bài thì chúng ta sẽ khẳng định lại tình cảm của cây bàng, đó là em rất yêu quý cây bàng,
loài cây hữu ích và gắn bó với nhiều thế hệ học sinh. Sau đó chúng ta trình bày niềm hy vọng, mong ước của em. Đó, đó chính là phần lập dàn bài. Chúng ta trình bày ra dàn ý chi tiết, triển khai đối với đề bài loài cây em yêu. Và cụ thể là chúng ta bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình với một loài cây cụ thể, đó là loài cây bàng. Rồi, từ dàn ý cụ thể này, bây giờ các em sẽ cùng cô tiến hành viết bài hoàn chỉnh. Ở bước thứ 3 viết bài này, các em sẽ cùng cô tiến hành đi viết các đoạn văn mở bài, các đoạn văn phần thân bài và đoạn văn phần kết bài. Đó. Và giữa các đoạn văn thì cần phải có sự liên kết, các từ ngữ liên kết, các từ nối, các câu chuyển đoạn. Đó, chúng ta chú ý như vậy. Ví dụ như đối với phần viết bài, phần mở bài, đầu tiên là chúng ta sẽ cùng cô đi viết đoạn phần mở bài. Có rất nhiều cách viết phần mở bài. Ví dụ như là mở bài trực tiếp hoặc là mở bài gián tiếp. Đó. Mở bài trực tiếp đó là cách mà chúng ta trình bày luôn, giới thiệu luôn cái loài cây mà chúng ta yêu thích. Sau đó là bộc lộ luôn tình cảm, cảm xúc. Còn mở bài gián tiếp là chúng ta sẽ dẫn dắt. Đó là có rất nhiều loài cây mà chúng ta yêu thích. Nhưng trong đó thì loài cây mà chúng ta thích nhất đó là loài cây bàng chẳng hạn. Đó. Chúng ta có thể nói về vai trò của thiên nhiên, vai trò của các loài cây, loài hoa với cuộc sống của con người. Sau đó thì chúng ta dẫn dắt đến cái loài cây mà chúng ta yêu thích. Và cuối cùng là khẳng định tình cảm của mình. Đó, khái quát chung về tình cảm của mình. Cô lấy ví dụ về đoạn mở bài như sau. Có hai đoạn mở bài. Cách thứ nhất đó là gì? Trong các loài cây trên đất nước Việt Nam, cây nào cũng có vẻ đẹp và ý nghĩa riêng của nó. Nhưng với tôi, có lẽ cây bàng là người bạn vô cùng thân thiết. Tôi yêu bàng như một sinh thể sống, bởi bàng là chứng nhân cho biết bao kỷ niệm vui buồn thời thơ ấu của tôi. Đó, đó là cách thứ nhất, là chúng ta thấy rằng đây là cách mở bài gián tiếp, đúng không? Dẫn dắt từ các loài cây, rồi dẫn dắt đến loài cây bàng mà mình yêu thích. Và khái quát chung tình cảm đó là tôi yêu bàng như một sinh thể sống, vân vân. Đó. Thế còn cách thứ hai là một cách mở bài trực tiếp. Đó, đây cách hai. Không biết từ bao giờ cây bàng trước cửa lớp đã trở nên vô cùng thân thương đối với tôi. Tôi đã ngắm cây bàng ấy trong suốt cả bốn mùa. Mùa nào bàng cũng có một vẻ đẹp riêng. Không biết có phải thế không, hay do tình yêu tôi dành cho loài cây này mà tôi thấy bàng mùa nào cũng đẹp. Đó. Chúng ta thấy rằng đây cách mở bài trực tiếp, khẳng định tình yêu của tác giả, của chính chúng ta đối với cây bàng. Đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ cùng cô viết các đoạn văn phần thân bài. Đó, chúng ta chú ý nhé. Nào, đầu tiên là chúng ta sẽ giới thiệu viết về cây bàng như sau. Từ khi biết nô đùa chạy nhảy cùng lũ bạn gần nhà, tôi đã thấy cây bàng đứng sừng sững ở đầu làng gần khu chợ nhỏ từ bao giờ. Nhìn từ xa, cây bàng như một chiếc ô khổng lồ, thân cây to, nổi lên những u, những cục sần sùi. Bà tôi bảo đó là mắt của bàng, rễ cây bám sâu vào trong lòng đất vững vàng qua mưa gió. Đó, đây là giới thiệu chung về cây bàng, về nguồn gốc của nó. Đó là gì? Từ khi biết nô đùa chạy nhảy cùng lũ bạn thì tôi đã thấy cây bàng đứng sừng sững ở đầu làng. Đó. Nếu như chúng ta biết rằng là cây bàng có từ bao giờ thì chúng ta có thể kể ra. Còn nếu chúng ta không biết rõ thời gian xuất hiện của loài cây thì chúng ta chỉ cần nói đó là từ khi biết nô đùa chạy nhảy thì cùng lũ bạn gần nhà thì chúng ta thấy bàng đứng sừng sững ở đầu làng rồi. Đó, đó là cách mở bài hữu hiệu nhất. Cách triển khai phần thân bài hữu hiệu nhất. Khi mà chúng ta nói giới thiệu chung về loài cây mà chúng ta cần biểu cảm. Tiếp theo đó là gì? Đây, các bạn cùng lứa tuổi với tôi thường ngắm màu đỏ của hoa phượng để đón chờ hè tới. Nhưng tôi lại thích ngắm sự đổi thay kỳ diệu của những mầm chồi non của bàng chuyển dần thành lá. Với tôi, đó là sự báo hiệu của ngày hè. Đó, đây là sự dẫn dắt, câu văn dẫn dắt từ đoạn trên xuống đoạn dưới, đặc điểm của loài cây bàng trong bốn mùa. Đó, đó là gì? Mùa hè, bàng khoác trên mình chiếc áo màu xanh, những tán lá như những chiếc lòng xanh mát rượi che đi cái nắng oi ả trong buổi trưa hè. Dưới gốc bàng là cả một kho cổ tích của lũ trẻ con trong xóm nhỏ. Bọn trẻ chúng tôi thường lấy lá bàng làm những chú trâu tròi, nghênh nghênh đôi sừng nhọn hoắt, sát vào nhau trong tiếng hò reo náo nhiệt. Những đêm trăng sáng mất điện, chúng tôi lại rủ nhau chơi trò rồng rắn quanh gốc bàng cổ thật vui. Đó.
Tiếp theo đó là gốc bàng xù xì dễ tỏa ra nhiều phía nên bao nhiêu sinh lực bàng dành hết cho lá, cho cành, cho những chùm hoa trắng nhỏ li ti kết thành trái. Bàng hứng nắng trên đầu để gốc mát quanh năm, để ánh nắng trưa hè lọc qua lung linh huyền ảo. Trong tán lá bàng xanh ấy là thế giới riêng của những chú chim sẻ, chim sâu bé nhỏ. Đứng dưới gốc bàng nghe tiếng kêu lích chích của chúng rộp lên thật vui tai. Đó, à, hình ảnh cây bàng gắn liền với các loài cây, với các con vật khác. Đó, chúng ta chú ý lồng ghép các yếu tố đó vào. Rồi tiếp theo đó là gì? Tạm biệt mùa hè, bàng đón thu sang với làn sương mỏng cùng ánh nắng thu hanh hao, để những chiếc lá xanh của mình chuyển dần sang màu vàng. Rồi một ngày gió heo may se lạnh, những cơn mưa thưa dần, đó cũng là lúc quanh gốc bàng đã lác đác rụng những quả bàng chín. Lũ trẻ xóm tôi cứ đi học về là lại đến bên cây bàng tìm hái bàng để ăn. Với chúng tôi, bàng chín là một món ăn đặc sản ngon tuyệt. Bàng chín ăn có vị ngon, ngọt ngọt, chua chua, hơi chan chát. Nếu ai đã cầm trái bàng chín trên tay, chắc chắn sẽ không thể nào quên được. Mùi thơm dịu tỏa ra từ lớp vỏ vàng bóng. Đập vỡ hạt ra, bạn sẽ thấy nhân trái bàng màu trắng đục, ăn thơm béo lạ thường. Phải chăng rễ bàng đã phải cần mẫn, vất vả, chắc chiêu màu mỡ trong lòng đất nè, để chúng tôi có được những trái nhân ngon, ngọt lành đến vậy. Đó. Tiếp theo đó là lá bàng từ màu vàng nhạt, sậm dần rồi chuyển sang màu đỏ sẫm. Đó là lúc bàng gửi những tấm thiệp hồng đầu đông cho con người, cho cây cỏ. Từng cơn gió bấc thổi mạnh, lá bàng lìa khỏi cành, bay vào không gian như nuối tiếc điều gì đó, rồi nhẹ nhàng đáp xuống cỏ. Đông đã đến thật rồi, bàng chút lá, cành cây trơ trụi khẳng khiu giữa mùa đông buốt giá. Nhiều hôm mưa phùn gió bấc, tôi thấy thương cây bàng vô cùng và thầm hỏi: bàng ơi, bàng lạnh lắm, bạn có rét nhiều không? Lá bàng khô rơi xào xạc trên lối mòn như trả lời: cảm ơn bạn, mình không sao đâu. Thu qua đông tới và rồi xuân sẽ lại sang, chúng tôi quen rồi bạn ạ. Dã từ những ngày đông giá rét, xuân về, cây bàng khoác lên mình những đốm lửa màu xanh, rồi những đốm lửa màu xanh ấy cứ lớn dần, lớn dần. Bàng cựa mình rung rinh, hé mắt nhìn bầu trời xanh thẳm. Và kỳ diệu thay, chỉ vài ba hôm không để ý, bàng đã hoàn toàn đổi khác với tấm áo choàng xanh non tươi mát. Cây xòe rộng tán, đung đưa lá cành, với gọi chim chóc trở về, tụ họp, hót díu gian. Lũ trẻ con chúng tôi lại nô đùa vui vẻ dưới gốc bàng, ngước lên nhìn cây bàng đổi thay sắc áo và mong đợi một mùa hè với bao kỷ niệm tuyệt vời. Đó, đó chính là hình ảnh cây bàng trong bốn mùa. Rồi, tiếp theo, đó chính là một trong số những đoạn văn tiêu biểu để chúng ta viết ở phần thân bài. Còn đoạn văn chúng ta bộc lộ sự gắn bó của cây bàng với người dân, với con người, cuộc sống của con người, sự gắn bó tình cảm của chúng ta dành cho cây bàng ra sao, thì các em, cái phần đó chúng ta sẽ tập viết, chúng ta sẽ tiến hành viết. Cô sẽ để dành phần đó cho các em. Đó, sau khi viết xong các đoạn văn mà cô gợi ý từ phần lập dàn ý, từ các ý trong phần lập dàn ý, thì chúng ta sẽ cùng cô đến với phần kết bài. Ở đoạn văn phần kết bài này, các em cũng sẽ viết có nhiều cách kết bài khác nhau. Chúng ta cũng sẽ viết các đoạn văn kết bài tương ứng với đoạn văn phần mở bài. Đó là có cách kết bài trực tiếp, rồi cách kết bài gián tiếp. Cô lấy ví dụ như sau. Đó là gì? Cây bàng thân thuộc, gắn bó với tuổi thơ, với lứa tuổi học trò. Thời gian dần trôi, cây bàng vẫn đứng đó ở đầu xóm nhỏ, xòe tán rộng, che nắng, che mưa cho bao thế hệ con người. Có ai lớn lên, đi xa còn nhớ về cây bàng. Còn tôi, mỗi khi cầm trái bàng chín trên tay, lại nghe như có tiếng ai đó trong gió vọng về. Bạn ơi, cuộc đời này đẹp lắm. Đó là tiếng của đất, của trời, hay là tiếng của cây bàng cổ thụ thân yêu? Đó, đó chính là cách thứ nhất cho phần kết bài. Cách thứ hai đó là gì? Tôi lặng đi khi nghĩ đến ngày mai phải chia tay mái trường, phải chia tay cả bàng nữa. Còn bây giờ tôi và bàng vẫn cứ là bạn thân. Sớm nay trời thật đẹp, bàng vẫn đang giơ tay đón chào tôi đến lớp. Tôi yêu bàng nhiều, nhiều lắm.
đó, cách viết bài mà để lại trong lòng người đọc những ấn tượng sâu lắng. Rồi, sau khi chúng ta viết xong phần viết hoàn chỉnh, cả ba phần mở bài, thân bài và kết bài rồi, thì chúng ta sẽ có một bước cuối cùng, đó chính là bước đọc lại và sửa chữa. Đây là một bước mà các em không thể bỏ qua được, một bước bắt buộc chúng ta cần phải tiến hành. Chúng ta cần phải đọc lại để và sửa đọc lại để xem là trong bài viết của các em sẽ có tồn tại những cái lỗi nào để chúng ta cùng khắc phục. Đó, có thể là lỗi thiếu ý, có thể là lỗi về sai chính tả, lỗi sử dụng từ ngữ, ngữ pháp vân vân. Đó, để chúng ta bổ sung kịp thời, sửa chữa kịp thời. Đó, đó chính là bốn bước cụ thể để quá trình trong quá trình chúng ta tìm hiểu giải quyết đề văn, đó là loài cây em yêu. Đó, như vậy là cô vừa hướng dẫn chúng ta cụ thể cách làm một bài văn biểu cảm đối với một đề văn cụ thể. Dựa trên sự hướng dẫn của cô, hy vọng là chúng ta sẽ viết được một bài văn hoàn chỉnh. Đó, không chỉ đối với đề văn này mà còn rất nhiều những đề văn khác. Cô hy vọng là chúng ta sẽ tập viết một cách nhuần nhuyễn. Đó, như vậy là bài học của các em hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cô chúc các em có một sức khỏe tốt, học tập tốt. Hẹn các em ở những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.